Rồi mở ra nghe cho cô đi. Rồi, 2, 4 nhận cho tiến hành đều cho quà cho hai con. Vâng, ở đây là nhiều đúng đặc vui rồi, hết sức bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. À, không nhanh ra ngoài. À. Chị gái để đi mắt tin dành chú cho mẹ để trao quà cho em. Rồi, đi máy nè, rồi, đi máy nè. Rồi, đi máy nè, rồi, đứng mặt, đứng đầu.
Vâng, xin thầy cảm ơn bà. Tiếp theo chương trình là đến là các bậc phụ huynh thì chúng bác anh em quả bên gia đình chú rể ạ. Xin trân trọng kính mời bác Hương. Mời bác lên trong.